Về cây cây này gọi là cây càng cua, và cây càng cua thì nhưng mà nó gọi cây bần bọt, nhưng mọi người mỗi một vùng miền một một cái biết riêng. Những cái tác dụng của nó thì mình đã nói trên rồi, cái cây này nó có cực kỳ là quý, nhưng mà nói về chữa bệnh thì là nó cũng khá là hiệu quả. Mà hôm nay đi lên đấy đi nào lại mày tìm đến ở chỗ vườn cam là người ta thế nào có cây này. Cây này thì là đặc biệt là chữa về bệnh, thì nói về chữa bệnh thì cây này là chữa bệnh cực kỳ tốt. Nếu mà nói về đường ruột, về tất cả về đường ruột, nhất là trẻ con đấy, nếu trẻ con nói về bị đi ngoài ấy, mà không cầm được, cũng bệnh viện này bệnh viện nọ không cầm mà kém ăn mà gầy còm ốm yếu, thì gặp cây này thì thôi rồi khỏi luôn đấy. Thế là mọi người, là nhiều người là có thể là biết, nhiều người chưa thể biết được đấy, nên là cây này thì nó bên ngoài thì cũng rất là có ấy. Nhưng mà nên là khi người mọi người ở trong nhóm ta, nếu mà ai không biết được mà nhìn nhìn nhận ra cây thuốc thì inbox cho mình gửi hình đấy, gửi hình cho mình thì cho nó chắc ăn nhé mọi người nha. Nếu là bởi vì cái cây này nó khá lạ, bởi vì không có mấy khi ở trên mạng mà có tra trên mạng mà có cây này đâu. Tôi có thấy có một vài người thấy thuốc người ta đưa lên rồi đấy, nhưng mà thực tế ra để đưa lên ấy thì tôi cũng chưa rõ là đưa được lên bao nhiêu cây. Đưa lên nó là cái cây nó tên là gì, nhưng cọ tôi là gọi cây là cây càng cua đấy, cây càng cua. Nhiều chỗ người cũng thấy gọi cây bòn bọt, những cây bòn bọt mình chả biết cây bòn bọt là cái gì. Thế nên nó là cái cây này. Thế nhưng cái cây càng cua thì nó lại cái cây càng cua thì ở rau càng cua nó khác, và cây càng cua nó khác với mọi người nhá. Thế nên mọi người phải để ý là hôm nay mình phải cố gắng mang về đây, nó cũng héo mất rồi đấy. Nên là mọi người khi xem cây này thì cây này nếu mà để cái độ hiệu quả để chữa bệnh như cây này nó tốt lắm. Nó riêng cái cây này về nói về chữa bệnh thì không có cái cây nào là cây thuốc nào có thể là vượt được qua nó cả đấy. Về về phần dạ dày, tôi nói ra khẳng định rằng cái cây này là chữa dạ dày thì nó cực kỳ hiệu quả đấy mọi người. Tôi vừa đưa cái video lên đây, tôi phát cái video lên là bấm mãi nó trả ra được cái màn hình đằng trước, nên là liền chia ra làm cái 01 và cái 02 đấy mọi người, vào tham khảo và xem là những cái cây nó có, cây này nó có cái tác dụng và kết hợp với ba cây đấy, cây này mấy cây cỏ lào với cây đơn kim thì nó sẽ thành một cái loại dòng thuốc chữa bệnh cực kỳ hiệu quả. Thứ nhất là nó chữa được cái bệnh, nói về cái cây này để mà chữa về phần dạ dày này, trẻ con này đấy, trẻ con là người mẹ mình cũng đã nói ở trên trên live ấy. Đấy là nó cực kỳ tốt đấy, nên là chữa cho chị em phụ nữ là bị sản này, kém ăn mất kém ăn kém ngủ thì cây này uống thì cực tốt. Nhưng mà lại đối với người bị táo bón thì nó lại uống cái này thì mình uống vừa vả thôi. Nếu mình uống độ tầm 100 gram ấy, 100 gram tươi hoặc khô. Đấy mình đun nhiều nước lên mình uống thì nó sẽ không bị táo. Nếu như mà người đun, mọi người mà đun cái này đặc. Nên mọi cây là cái phương pháp tôi đều là dùng đặc hết. Nhưng cây này tôi phải nói rõ là phải sử dụng là hai cái phương pháp để sử dụng. Đấy, để thứ nhất là dùng khô và thứ hai nữa là dùng tươi. Cái này là bỏ bỏ lá đi, bỏ 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 cái cận nó đi nhé, bỏ cái cận nó đi thì nó mới có cái hiệu quả rất tốt. Chứ mọi người đừng có dùng dùng cả ấy nhé. Đấy, đây là như ở trong các vùng miền là rất nhiều cái cây này luôn. Thế nên là nó có hai cái tác dụng, nó có mặt trái và mặt phải. Đấy là nó, nếu như mà mọi người đang đi ngoài thì uống cái cây này thì thôi rồi, nó hiệu quả gấp mười mấy lần cây thế thì mười mấy lần cây cỏ lào. Cái cây cỏ lào đã tác dụng rất tốt rồi, nhưng cây này nó tác dụng còn cao hơn nhiều nhiều nữa luôn, chào rất cao luôn đấy. Nên là nó có tác dụng để mà uống và để mà cầm được cái phần đi ngoài là rất tốt đấy, cực kỳ tốt luôn đấy. Mà đấy mà để mà cái này mà chữa về bệnh bao tử này, dạ dày này, viêm đại tràng này, đi ngoài không thành quân, đi ngoài phân sống này thì là rất tốt. Mà u gan là cái này, nếu mà đặc biệt cái này là chữa mấy u gan. U gan mọi người nhớ cây này là chữa u gan nhé, u gan u máu này, u gan u máu này. Mấy gọi là ung thư gan giai đoạn đầu này sẽ kết hợp cây này với cái cây cỏ đơn kim.
Đấy mà tôi đã nói về phần trước là cây này cực tốt. Đấy. Thế nào mọi người, cái đây này tôi mang về để cho nó héo quá rồi, nên là mọi người vào xem cái video của tôi hôm nay tôi quay trực tiếp nên nó còn tươi nguyên đấy, nên mọi người xem để nhận dạng nó rõ. Đấy còn về phần dược tính của nó thì chữa những cái này là về phần ung thư là nó rất cực kỳ, cái này phải có nó, có nó mới kết hợp vào mấy đơn kim vào nữa, trong mà từ giờ cho đến cuối năm hết đến Tết Nguyên Đán tôi sẽ làm thêm 3 cái video là 3 cái cây nữa để chữa bệnh ung thư, kết hợp vào 3 cây nữa để chữa bệnh ung thư gan và dạ dày cho mọi người nhé. Đấy nên là mọi người là chú ý đón xem. Đấy mọi người cứ chia này, cứ chia sẻ thoải mái lên trang hội nhà mình đi. Đấy với trang cá nhân tất cả mọi người. Đấy. Mọi người xem thì tặng cho tôi một cái nút tình cảm thân thương. Đấy. Nói thế thôi chứ còn mọi người tặng thì tặng, không tặng thôi, và xem like là tốt lắm rồi. Đấy chứ còn không quan trọng gì. Đấy nhưng mà cây về phần cây càng cua đấy, đấy thì nó chữa về phần gan ấy, thì tôi lại nói lại cho mọi người bởi vì có nhiều người cũng chưa kịp vào xem video. Thì cái cây này nó có cái tác dụng để chữa coi như là về phần gan này, thì nó gọi là ung thư gan này, mấy u máu này, mấy ung thư đại tràng này. Đấy. Mấy ung thư coi như là dạ bao tử, đấy là nói chung với bao tử. Đấy nên nó là rất tốt. Còn nếu mà cây này để mà kém ăn thì ăn ấy vào uống thì nó tốt lắm. Nó cực tốt luôn cho mọi người đấy. Khá tốt luôn. Bởi vì ăn uống này mấy nhá. Nếu như trẻ em nhá, kém ăn và còi xương ấy, chỉ sử dụng cây này thì quá đỉnh cao luôn. Đấy, cực kỳ đỉnh cao luôn. Nếu sử dụng cây càng cua này. Đấy. Cây này là nó quá là chuẩn luôn về chữa về bệnh bao tử, đấy, dạ dày và gan. Đấy. Mà trẻ con mà uống cái cây này mà kém ăn mà đi ngoài, nó cứ đi ngoài thì trẻ từ không tháng tuổi thì cho mẹ uống nhá, thì từ 100g đến 200g đấy. Đấy là công chế. Còn người mình bình thường mà không bị táo bón thì sử dụng 300g đun thay nước uống hàng ngày. Đấy còn nếu vừa bị táo bón thì đun tăng lượng nước lên từ 200g đến 100g đổ lại. Nếu uống độc vị của nó là như vậy. Còn nếu kết hợp thì kết hợp mấy cây cỏ lào, mấy cây đơn kim thì ba cây này nó mới vào nhau nhé mọi người nhá. Ba cây này mới vào nhau. Ba cái này mình nấu cao thoải mái luôn. Nấu cao để uống thuốc thì tuyệt vời luôn. Đấy nên là mọi người có thể khi sử dụng thì mọi người lưu ý cho tôi một cái vấn đề như thế. Để chữa bệnh cho tất cả mọi người thì là mình về này. Nếu như nấu cao thì tôi nói tóm tắt lại như này, thì người ta mình sẽ sử dụng nó đầu là đứng đầu luôn. Đấy, đứng đầu luôn. Đấy. Ví dụ là mình sử dụng là 25kg này và 25kg cây càng cua này, cây này nhá mọi người nhá. Và 15kg cây đơn kim và 10kg cây cỏ lào thì ta nấu thì nó sẽ có tác dụng nha. Nấu để cao để dùng nhá, để chữa về ung thư giai đoạn đầu với bệnh về bao tử thì ba cái cây này thì nó kết hợp với nhau, cây cỏ là cây càng cua này, cây cỏ lào này với cây cỏ đơn kim này thì nó cực kỳ hiệu quả luôn cho mọi người, chữa bệnh cực kỳ tốt luôn. Đấy, tôi khẳng định rằng một câu là để chữa về bệnh về bao tử nha là cực kỳ hiệu quả luôn, cho trẻ em sơ sinh đấy, đi ngoài phân sống mà đau bụng, đi ngoài suốt không cầm, kém ăn, da vàng đấy, mặt mũi ta tái đấy, thì uống cái cây này vào thì ok luôn. Và thứ hai nữa là chữa về bệnh dạ dày, ăn uống kém mà thứ đi coi như là ngoài phân sống, phân không thành khuôn, đau bụng. Đấy thì coi như là về phần bụng chữa u gan máu nhá, gan máu này, máu mỡ này, ung thư gan giai đoạn đầu nhá. Mới phát hiện ra thì chữa nhá mọi người. Kết hợp với ba cây cỏ lào, đơn kim và cà cua cây này nhá. Thì sẽ có tăng được cái hiệu quả lên cho mọi người. Còn sử dụng thì đã thành cao hay là theo như thế nào đấy thì mình đã nói rồi. Đấy là kết hợp vào trong đó đấy, thì mọi người cố gắng để phải sử dụng cho nó thành công. Chúc mọi người thành công nhá. Thế bây giờ mọi người xem là mình nói như này là mọi người có nghe rõ không nhỉ?
Cái Linh Nguyễn hỏi là bị ung thư hạch giai đoạn cuối thì uống gì, thì mới bây giờ cái giai đoạn cuối thì bây giờ người bệnh của mình năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi nhá? Mình phải xem rõ là năm nay người bệnh của mình năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Nếu như bị u hạch thì cây này nhá, cây này nếu mà có cây này là cả cây càng cua này này nhá. Thế thì kết hợp với cây thái lai, cây cỏ thái lai nhá. Đấy, hai cái vị này uống vào. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là cái để chữa cho cái bệnh u hạch đây, thì u hạch thì nó nhiều cái loại u lắm, nhưng chả biết là u hạch nó ở phần hạch nào, đó là hạch cổ hay là hạch ở phần nào đấy. Bây giờ rồi 60 tuổi đấy, thì bây giờ Linh Nguyên đấy, đấy là về lấy cái cây này có đây đấy, thì lấy cây này được thì là để đặc trị cái cây này, lấy 500 gram cây này, với 500 cây 500 gram cây cây cỏ thái lai, với 500 gram cây cỏ cây cây bằng bông đấy, cây bằng bông đấy, băm băm khô, băm băm đi xong rồi là băm đi xong rồi là phơi nó tay tái đi, xong rồi sao vàng hạ thổ, sao vàng hạ thổ nhá. 500 gram cây cà cua này, 500 gram cây cỏ lào, à quên, xin lỗi nha, xin lỗi mọi người, 500 gram cây thải lai, quên lại cái cây cỏ lào, bỏ mẹ như thế nào, mấy 500 gram cây bằng bông đấy, mọi người sao phơi nó tái đi đấy, trong đó là sao vàng hạ thổ, chia làm ba, mỗi thứ chia đấy là chia làm ba phần đấy, chia vào ba phần trộn đều và chia làm ba phần, sao vàng hạ thổ sắc đặc cho người bệnh uống là tạm ổn nha, tạm ổn, kiểu gì cũng kéo được dài thời gian để tìm vương thuốc, vương thuốc chữa chữa bệnh. Cây này thì nó đằng ra, cây này thì ai biết thì nó ở trên rừng núi đồi cơ, chứ không phải là nó ở đất để mua được, nó mua được cái cây này nó không thể sẵn được đấy. Thì còn nếu như mẹ ông bị như thế thì liên lạc liên hệ với mình đấy, thì mình có thể là mình cung cấp cho được, chứ còn thì bây giờ để mà tìm đi tìm bằng lấy cây thì hai cây kia thì tìm ba cây vị kia, kia tìm được. Nếu mà để mà thay thay cây này nhá, thay cây càng cua này thì mình sẽ cho thêm cây cây vào, cây ké hoa đào vào nhá, cây ké hoa đào và cây ké đầu ngựa đó, cây ké đầu ngựa đó đấy, cây ké quả các ké đầu ngựa đấy đấy, thì cho vào thêm vào mỗi cái 500 gram nữa thì là tổng thể vào là 2 kg đấy, thì nó sẽ có uống, nó sẽ có tác dụng, để xử lý nó sẽ có tác dụng hơn, vẫn là sao vàng đấy. Cây tươi là phải sao vàng nhá, nếu mà cây ké đầu ngựa là phải lấy cả cây tươi đó nhá, lấy cây tươi nó trong đó phơi héo hết để sử dụng thì nó thì mới có đủ được cây ké hoa đào này, 500 gram cây ké hoa đào này đấy, 500 gram cây ké đầu ngựa này, 500 gram cây bằng bông này và 500 gram cây cỏ thái lai này, tức là cây rau chai ấy, trong Nam gọi cây rau chai đấy, thì mình đun uống nhá. Sao vàng lên phơi tái đi, sao vàng hạ thổ chia làm ba phần, đun đặc uống hết ta lại làm lại uống tiếp, chuẩn bị hết thì ta đun lại vàng uống tiếp. Thế chào 60 người đang xem lại nhá. Bây giờ tiếp tục cho mọi người đấy, đi xem là mọi người hỏi tiếp cái gì thì tôi sẽ tư vấn cho, và họ cần phải hỏi cây thuốc, cần hỏi cái gì mình hỏi bình tĩnh nhá, để tôi trả lời cho từng người một. Nguyễn Hoàng là bị dịch khớp gối do đứt dây chằng gối, đã mổ nhưng nhiều dịch và sưng thì dùng cây gì đắp và uống à? Nhánh Nguyễn Hoàng này sử dụng nhé các. Bây giờ mình thứ nhất mình có nào nhá, nếu mà để mà bị khi bị đứt dây chằng, dán dây chằng và đứt dây chằng rồi ấy, thì mình cái này là tuyệt đối là không được ăn thịt gà đâu nhá,
nhà ăn thịt gà sẽ không có tác dụng gì luôn, không có tác dụng gì luôn. Thế nên là mọi người là lưu ý là như thế, là dán dây chằng là viêm cơ, viêm dây chằng hay là tuyệt đối không được ăn thịt gà. Nếu ăn thịt gà là nó sẽ không có tác dụng và phản hồi lại rất nguy hiểm luôn. Để mà xử lý cái cây dây chằng ấy để phục hồi đấy, để mà nó bị nhiễm khuẩn này thì mình sẽ lấy Nguyễn Hoàng là nghe rõ chứ, Nguyễn Hoàng hay cái gì đấy là nghe rõ này. Thế thì mình sử dụng cái này ấy, thì mình sẽ lấy 300 kg nhá, 300 g cây cỏ lào. Được ba lại tiếng lại nói mồm mới bốc thành 300 kg cỏ lào. 300 g cỏ lào. Đấy. Với coi như là 300 g cây cứt lợn. Đấy, cây cứt lợn. Mình cho vào cối sạch nhá. Đấy, mình giã nhuyễn, cho một tí muối vào, một nhúm muối này, cho một nhúm muối vào. Đấy. Xong rồi cho thêm một tí giấm vào, khoảng độ tầm 100 ml giấm. Và khoảng độ tầm 200 ml rượu nữa, rượu nồng độ rượu nào cũng được. Rượu nó là từ 45 độ đổ xuống. Thế là mình cho vào nồi, mình giã nó nhuyễn ra nhá. Xong rồi là cho tất cả các gia vị đấy vào, xong rồi là đun nó đặc lên. Đun đặc lên, xong tẩm vào cái khăn nhá, tẩm vào cái khăn đấy. Đắp vào cái chỗ mà mình mổ cái dây bà cơ ấy, cái đứt cơ mà mình đã nối cơ đấy. Cái dây chằng mình rồi đấy. Đấy thì đắp nó vào, đắp quấn nó vào mà đắp mà nóng nóng dần và nóng nóng nhá, để cho ấm ấm để mà mình đắp vào ấy. Đấy tẩm vào. Đắp vào tẩm cái khăn hay cái gì vào đấy là cuốn nó vào đấy, xong ủ nóng vào. Cứ làm như thế liên tục độ tầm 15 đến 20 phút ấy. Thế là mình cứ nguội là mình lại cho lại nhúng xuống đấy, làm lên thịt liên tục như thế. Rồi là đun lấy cái chịu khó là mình ăn nhiều cái lên nhá. Ăn nhiều cái độ xanh ấy. Để độ cây độ hạt độ xanh ấy nhá, hạt độ xanh ấy, độ con độ xanh ấy. Đấy chịu khó ăn cái đấy nhiều lên để cho nó canxi cơ hóa, để nó liền cái vết thương nhiều nhanh vào. Hoặc là đắp cái kia là làm liên tục vào nhá, chịu khó nhá. Đấy 300 g cỏ lào, 300 g cỏ cứt lợn. Đấy. Giã nhuyễn, cho 100cc giấm và 200cc coi như là rượu vào, rượu từ 45 độ vào. Xong rồi là cho đun thật đặc lên nhá, cho một nhúm muối vào đây nữa. Đấy thì ok, xong rồi là đắp vào từ cái vết đó. Thì cả là xoa cả cái bã nó vào đấy cũng được, đắp hết vào đấy cũng được. Thế là được đắp. Nhưng mà nhớ là nó phải nóng nóng, nó nguội nguội, nó nguội cảm thấy chân mình nguội vào rồi, nhưng mà đừng có nóng quá. Đấy là sao thì mình chịu được. Thì mình lại đắp vào thì là nó sẽ ổn định cho mình nhá. Đấy là trả lời câu Nguyễn Hoàng nhá. Rồi chào Nguyễn Hiếu Đỗ Hương nhá. Nhật Ngọ mình nói về cái phần hạch cổ mình vừa nói xong rồi nhá, có cái gì là cứ uống theo nhá. Mỡ máu tăng thì bây giờ là mỡ trong máu tăng là 7 ml hay là cái mỡ mong hay là tầm 7 mỡ máu tăng thì lấy cái cỏ lào ấy đun luôn đặc uống nhá, và Vinh nhá cũng đặc mà chào ok.
virus gan B thì mà nếu như đúng mà virus gan B thì mà Hiền Phạm này, em trai 44 tuổi là bị viêm gan B. Đấy, viêm gan B mà uống cái cây này thì là ok luôn đấy. Nếu mà có tìm được cái cây thuốc này uống là ok luôn. Đấy, nó xuống luôn. Đấy, cây này kết hợp với cây đơn kim nhá. Cây này này. Hiền Phạm nhá. Đấy, tìm được cái cây này với cây đơn kim. Đun đặc vào uống là ok nhá. Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Ngân Vi, em xin chào anh ạ. Em bị biếu cổ, biếu giáp nhân. Cái gì biếu giáp nhân này ấy, thì mình bị nó to chưa? Bị bao nhiêu lâu rồi? Bị bao nhiêu lâu rồi? Cái biếu giáp, biếu cổ, cái biếu cổ là nhân